Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm chín Happy Chew chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mặt muffin with egg thơm ngon của McDonald's Hiện nay bạn có thể có được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 5 đồng Trở lại với phần thứ tư của cà phê sáng ngày hôm nay đó thì trước cái phần quảng cáo đó thì chúng tôi đang thắc mắc là tại sao nhiều quý vị đó, khi uống cà phê thì cứ nói chơi hay là nói cho vui đó, nói rằng là nếu mà bầu cho đảng dân chủ ở ngay tại quận cam này đó thì chúng ta sẽ sống như nước ở Việt Nam sẽ là thành xã hội chủ nghĩa sẽ thành là một nước cộng sản hay quận quận cộng sản đi thì tại sao gọi là nếu mà bầu cho dân chủ thì mình sẽ là bị thành xã hội chủ nghĩa thôi anh À, muốn hiểu vấn đề này đó thì cũng phải có chút thì giờ cặn kẽ một tí. Wow. Communism và socialism là hai cái khai khác hoàn toàn nhau. À, cộng sản á thì nó nó dựa một tí vào socialism. Nó định nghĩa là như thế này. Một cái thể chế mà nghiêng về phía xã hội chủ nghĩa đó là một chính phủ can thiệp nhiều vào cái đời sống kinh tế của người dân. Một xã hội tư bản Capitalism là chính phủ để mặc kệ người dân muốn làm gì người dân làm về mặt kinh tế. Đường thí dụ, theo anh Trường đó, nước Pháp có phải là Cộng sản không? Nước Pháp thì không phải là Cộng Rồi, sản. Nước Anh có phải là Cộng sản không? Không phải là Cộng sản. Thụy Điển có phải là Cộng sản không? Không. Na Uy phải là cộng sản không? không? Canada phải là cộng sản không? Không, không gì nữa. Những nước là sao chủ nghĩa? À... Sao chủ nghĩa hiểu theo nghĩa là chính quyền tại quốc gia đó họ can thiệp nhiều vào cái vận hành kinh tế của đất nước đó. Từ vấn đề insurance sức khỏe không phải là muốn bán bao nhiêu thì bán. Chính phủ họ quy định cái insurance sức khỏe đó người dân sẽ phải chi trả như thế nào. Thuốc men mua không phải là muốn bán gì giá bao nhiêu thì bán. Đó là cái sự can thiệp của chính phủ vào cái đời sống vận hành kinh tế. Dĩ nhiên nó có một cái khoảng là nếu bây giờ anh Trường đó mua insurance của chính phủ bán anh anh lại lãnh đơn ra xong tự động họ, họ trừ một khoản tiền anh không phải quan tâm gì hết anh có insurance giống tất cả những người khác nhưng mà anh bảo tôi là tỷ phú tại sao tôi phải đi xài cái insurance như ở cái cha thái này anh muốn mua sang hơn như anh thao hồ cái đó là xã hội chủ nghĩa còn tư bản chủ nghĩa đó như nước mỹ đó chính quyền không có can thiệp muốn làm gì thì làm thì đảng dân chủ có khuynh hướng đi vào xã hội chủ nghĩa hiểu theo nghĩa Họ can thiệp nhiều hơn một chút vào đời sống của người dân. Bằng chứng, nếu mà các ông cụ già Việt Nam á, mà nghĩ rằng Đảng Dân Chủ là xã hội chủ nghĩa đó, thì thứ nhất là không biết gì về xã hội chủ nghĩa. Cái điều thứ hai là nếu mà các ông cụ bà cụ đó đang hưởng Obamacare chẳng hạn, Obamacare tức là những người hoặc là lợi tức thấp hoặc là tự khai lợi tức thấp. Hai vợ chồng trả insulin một tháng mới có mười mấy, hai chục đồng, ba chục đồng, năm chục đồng thôi. Trong khi chúng ta đi làm kiểu này chúng ta trả chết mồ luôn. Một tháng 5, 6, 700 đồng. Nếu mà ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa mà ông thắng đó, phải không? Cái vụ Obamacare đó, thì tất cả quyền lợi của các cụ nó mất hết. Và các cụ không thấy. Cái người mà Donald Trump hận đó, là bởi vì chỉ vì cái này thôi mà cô không bị Obama -trum, uh, Donald Trump giết đó là ông John McCain. Lúc đó Donald Trump chỉ mong một điều thôi. Tất cả những chính sách gì của Barack Obama là Donald Trump dẹp hết. Từ TPP, à, về vấn đề hiệp ước xuyên Thái Bình Dương, hiệp ước về vấn thỏa thuận về climate change, thay đổi khí hậu toàn cầu, rút ra khỏi đất lưỡi châu, cho tới nội tình của nước Mỹ là Obama care. Ông Trump muốn diệt sạch hết. Thì chúng ta quên một điều rằng nếu mà ông Trump ông bỏ được chương trình Obama care ra, rất nhiều gia đình Việt Nam sẽ không còn hưởng được cái mua insurance sức khỏe và mua thuốc rẻ đến như thế được. Nhưng mà có một cái điều à, đó là thì đừng có nói rằng sao ở chủ nghĩa mà thắng á, à, dân chủ mà thắng thì là sao ở chủ nghĩa. Tôi có trao đổi cái chuyện này với một nhà báo Mỹ, tôi bảo người Việt Nam chúng tôi không biết tại sao suy nghĩ như vậy. Anh ta cười anh ta bảo hey this is kidding nha, yeah. tôi nói đùa chứ đừng có take it seriously. Why 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 they stay? Nếu mà chúng ta đã xem là California là dân chủ là sao ở chủ nghĩa Tại sao chúng ta ở California Cái đó là cái nghịch lý của, của, của người mình không? Khi mà tôi đã thảo luận với các cụ đó Tôi chỉ hỏi một câu thế này thôi Nếu mà quả tình dân chủ mà thắng á, Mà là sao ở chủ nghĩa đấy Thì các cụ vẫn có được hưởng Obamacare mà các cụ được hưởng rất nhiều quyền lợi bởi vì cái chính sách của dân chủ á là họ can thiệp vào cái đời sống người kinh tế của người dân nhiều hơn. Còn Cộng hòa thắng mà họ bỏ Obamacare đó, thì việc đầu tiên các cụ sẽ trả insulin như chúng tôi. Chúng tôi đi làm hai vợ chồng, hai đứa con, một tháng trả 7-800 đồng insulin. Và không được hưởng những loại thuốc như các cụ đang ở Obamacare. Thành ra cái suy nghĩ đó nó ron ghê lắm. Vâng. Wow. Nhưng mà có một cái điều đó là nhiều người lại không nghĩ ra như vậy. Họ nói rằng là nếu đảng dân chủ thắng thì ở đây trở thành xã hội chủ nghĩa. Họ nói rằng là nếu mà có mất đi uh, Obama đi nữa thì có lại có những cái phúc lợi khác. California à. là dân chủ mà. <laughs> anh, anh 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 Trường đang ở California uống cà phê tại California. Tôi không gặp các cụ đó bao giờ cả. À. Nhưng mà nếu các cụ nói với tôi cái kiểu đó tôi bảo why do you say? Why, do, why don't you leave? Đi qua từ Bắc khác đi. Như vậy là tiểu Texas bang đấy, Texas <laughs> là Cộng Hòa đó Texas là Cộng Hòa Còn nếu mà bỏ nước Mỹ mà nó tệ đến như vậy thì Go back to Vietnam. Why do you stay? Hả? Thưa quý khán giả, tôi hơi lên giọng Là bởi vì điều thế này Khi chúng ta hiểu sai một vấn đề Khi chúng ta nhận thức một vấn đề mà thiếu cái căn bản Cái kết luận của chúng ta nó sai hết Bằng chứng lúc nãy chúng tôi nói đó Có những người giờ phút này tin là ngày 11 tới tháng 9 quân khủng bố nó không đánh nước Mỹ. Có những người tin là Osama bin Laden chưa hề bị giết. Và tôi đã gặp những người Việt Nam họ tin như thế này. Họ nói với tôi rằng ông Thái đừng chích vắc xin Covid-19 bởi vì nó hại ông đấy. Nếu ông là phụ nữ thì ông sẽ bị triệt sản. Còn nếu ông là đàn ông đó, thì ông sẽ bị nhiều thứ bệnh. Đừng chích. Cái suy nghĩ nó đã rong, Người đó không chích. Người đó sẽ lây bệnh về cho bố mẹ, anh chị em mình và cho tròn xóm. Thưa quý khán giả, <laughs> cái câu nói này thì nó nặng người lắm thì tôi không dám nói. Nhưng mà điều này, chúng khi mà chúng ta thiếu hiểu biết, chúng ta nhận xét, chúng tôi đưa một cái thí dụ thế này thôi. Anh Trường có vẫn nghe cái lập luận là người Việt Nam mình hay bảo rằng ông ông tổng thống Biden bây giờ đó, cái năm 1975 cũng bỏ phiếu chống người tị nạn, anh có nghe cái điều không? À, có lúc mà tranh cử mình, Đã, vâng. Nếu người nào muốn có cái tài liệu declassify của tòa Bạch Ốc ngày 14 tháng 4 năm 1975, ngày thứ hai vào lúc 3 giờ 30 phút chiều. Ông Joe Biden lúc đó là thượng nghị sĩ, ông họp với Tổng thống Gerald Ford. Ông nói cái gì về vấn đề bỏ phiếu cho người tị nạn Việt Nam đó? Nếu quý vị cần cái hồ sơ đó, nhưng mà đọc khó đấy. Một tập dày thế này bằng tiếng Anh mình Thì liên lạc với đài Lưu Sư TV đi. Chúng tôi sẽ gửi cho một cái link đi vào trong thư viện của Tòa Bạch gốc ạ chỉ xin họ thôi Hả không? hoặc là chúng tôi gửi cái lệnh tự động in cái đó ra sẽ thấy chúng ta không hiểu biết ông joe biden là người bỏ phiếu ủng hộ người tị nạn việt nam vào đất mỹ tài liệu nó rành rành như vậy Hả không? bao nhiêu tiểu bang nghị sĩ nào say yes bao nhiêu tiểu bang dân biểu rồi say no nó có hết mà tại vì chúng ta không chịu để ý cho nên chúng ta cứ bảo là đảng cộng hòa tức là việt nam cộng hòa đấy thưa quý khán giả ai là người tổng thống bỏ Việt Nam ai năm 75 là không nhớ rõ là năm đó một ông tổng thống Cộng hòa là ông Richard Nixon trong lúc mà quân dân miền Nam đang chiến đấu anh dũng để bảo vệ miền Nam trước cái sự xâm lăng của cộng sản miền Bắc đó. Richard Nixon cùng với Kissinger đi qua bên Mar... bên Bắc Kinh cùng với Mao Trạch Đông nâng ly Mao Đài lên uống Kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam xoay lưng với Việt Nam Cộng hòa. Richard Nixon là người của Đảng Cộng hòa. Ai là người đi ra đón người tị nạn tại San Francisco? Tổng thống nào? Tổng thống Jimmy Carter là một ông dân chủ. Thành thử ra thưa quý vị, người ta có một câu nói rất là hay. Một tập thể đó mà không có một cái trí nhớ về lịch sử đó thì tập thể đó dễ bị nguy hiểm ghê lắm. Chúng ta cần phải có trí nhớ về lịch sử. Cảm ơn quý vị theo dõi Cà Phê Sáng của ngày thứ Tư 17 tháng 8 năm 2022 hôm nay. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng từ 7 giờ tới 8 giờ trên những kênh phát sóng của Lê Đô Sài Gòn TV. Cảm ơn anh Thái. Chào tạm biệt quý khán giả và anh Trực. Và xin chúc quý vị một ngày bình yên và hạnh phúc.